bị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Nhân dịp cuối tuần, Nguyên chúc cho các đứa về có một buổi cuối tuần tuyệt vời. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì khá là phong phú và đa dạng, đặc biệt là chúng ta sẽ nói về bản tin của quốc tế. Cái điều đó là chúng ta biết là đặc biệt là cỡ này thế giới nó xảy ra nhiều biến cố và nó sôi động vô cùng. Và cũng giống như thường lệ, chúng ta vẫn tiếp tục đi với cái xu hướng là yểm trợ Ukraine. Thì Nguyên sẽ đưa bản tin của Ukraine trước. Vì bản tin của Ukraine có cái gì đặc biệt đây Nguyên? Vô cùng đặc biệt. Các vị cũng biết là thành phố Bryansk là một cái thành phố cách biên giới Ukraine và Nga 70 cây số. Nó cũng không xa lắm. Và bữa nay là cái nơi chứa dầu nó bị tấn công. Cái nơi chứa dầu bị tấn công á, nó cái chuyện nó cũng khá là thường xuyên. Nhưng bữa nay nó có một chuyện khác ở ngay chăng cái chỗ đó. Đó là quân Nga đánh với quân Nga, quân ta đánh với quân ta. Ồ, nó mới ngầu. Nếu bây giờ quân địch đánh như mình là chuyện bình thường, quân Nga đánh với quân Nga. Nói ở đây thì chúng ta phải hiểu là đất nước Nga là một cái quốc gia cực kỳ là lớn. Nó không đoàn kết giống như chúng ta nghĩ. Một cái đất nước nào lớn thì nó cũng có cái nhiều sắc tộc và có những cái đối kháng chính trị đối lập. Thì tại trong đất nước Nga nó có một cái nhóm đó là đặc biệt là chống đối chính quyền của Putin. Cái nhóm này nó không phải là lớn lắm, nó rải rác khắp nơi tại trên đất nước Nga. Thì cái nhóm này nó đã tồn tại cách đây rất là lâu, đã gần cả trăm năm. Nhưng mà cái nhóm này á, gần đây nhất thì nó đã có cái xu hướng là ủng hộ Ukraine. Mà cái nhóm đó là người Nga mà. Thì ở tại thành phố Bryansk thì lực lượng quân đội của Nga đang chuyển binh đến chiến trường. Vì 70 cây số thì lực lượng căn cứ quân sự ở đằng sau hậu cần đang chuẩn bị đưa binh đi đến ở khu vực miền Bắc Ukraine, hiện bây giờ ở khu vực mình kêu là gần Kharkiv. Mà chúng ta đang suy luận là trong những ngày kế tiếp Nga sẽ có cuộc tấn công khá lớn ở khu vực này. Thì trong cái đoàn xe chở binh sĩ đến một cách an lành, đặc biệt là cái nhiệt độ lạnh ở ngoài là -30 độ, téo, binh sĩ đang run như vậy nè trên những chiếc xe đang chở, thì đúng ra thì họ cảm giác rất là an bình và họ nghĩ là trong lãnh thổ của họ sẽ không bị tấn công. Nhưng mà họ không may, một nhóm phục kích đang chờ đợi sẵn, không biết là thông tin tình báo ở đâu mà họ có một nhóm phục kích đang chờ đợi sẵn, và khi đoàn xe đi ngang thì đã bị tấn công và thiệt hại vô cùng nặng nề. Người dân Nga đánh người dân Nga mà chưa đến đất nước Ukraine là đã bị tổn thương nặng nề rồi. Binh sĩ của Nga đã bỏ chạy một cách toáng lãng. Trên cái đoàn chở binh thì binh sĩ đã chạy một cách toáng lãng hết. Vì đối với họ quá bất ngờ, họ không có chuẩn bị. Cái tâm lý họ chưa đến chiến trường, họ còn 70 cây số nữa mới đến chiến trường, mới qua biên giới Ukraine và đi vào trên cái lãnh thổ mà kêu Nga quản lý. Họ chưa đến nữa, quá bất ngờ, binh sĩ chạy toán loạn ngày hôm nay hết. Sau khi một đoạn video được đăng lên, thì lực lượng đối kháng với chính phủ Nga đã thừa nhận cái cuộc tấn công của mình. Cũng vui chắc như vậy, cũng vui. Thì nói chung chung là bắt đầu ở tại đất nước Nga, nó đã có một cái dấu hiệu là có sự nổi loạn, bắt đầu có nổi loạn vấn đề quân sự. Tất nhiên đây nó chưa phải là cái quy mô lớn, nó không giống như cái biến cố vừa qua của ông Prigozhin, nhưng nó cũng đã một cái dấu hiệu là có biểu tình, có sự xả súng, đã bắt đầu với nó là có mùi khói lửa, nó bắt đầu bùng phát ở tại đất nước Nga. Nó nhỏ thôi, nhưng mà phải có cái mồi nhỏ, nó mới có cái mồi lớn. Đó, cũng giống như mà đi nhậu vậy đó, một anh một cái dĩa thì có nhiều dĩa mồi, chứ một người đem mồi ăn sao đủ. Các vị nè, Nguyên đó, nó đang đưa thông tin chính trị chiến tranh mà tao tưởng nó đang đi nhậu không à. Thứ sáu các vị. Thứ sáu chiều thứ bảy rồi. Đó. Làm cho tao thèm chảy nước miếng. À. Thôi bây giờ thì chúng ta tiếp tục bản tin liên quan giữa Ukraine và Nga. Khá là hấp dẫn, ly kỳ tiếp tục. Đó là vũ khí. Các vị cũng biết mà vũ khí
thời buổi bây giờ nó cái đó là nó nhiều loại lắm, nó nhiều loại lắm, nó thực tế luôn. Ngày xưa mấy bác mà anh chị em nào á, chúng ta coi phim mà kêu là khoa học giải tưởng đó, giống như chúng ta coi mà kêu là Star Star Wars đồ đó, bắn laser đồ mà xe hơi bay đồ, chúng ta tưởng nó là ngày xưa là chuyện nó trời nó xa vời lắm, mấy con robot đồ, bây giờ chuyện nó là bình thường. Với cái công nghệ vũ khí ngày hôm nay mà mấy con robot nó tự động nó đi, nó tự động nó đứng, nó cầm súng thì chuyện là bây giờ nó quá bình thường. Rồi xe hơi bay bây giờ cũng quá bình thường. Xe hơi bay bây giờ nó cũng quá bình thường. Nhưng mà cô chú anh chị em, laser là cái vũ khí nó đã có tồn tại nhưng bây giờ nó phổ biến vô cùng. Lý do tại sao laser nó quan trọng? Ngày xưa nó không quan trọng lắm, nhưng từ bây giờ tất cả những quốc gia trên thế giới sẽ bỏ tiền hàng tỷ Mỹ kim để nghiên cứu vũ khí laser. Nói về vũ khí laser thì cho Nguyên nhắc là cái vũ khí này đó đã có sự phát minh rất là lâu đời chứ không phải là mới đây. Và cũng phải nói là cái sự mà được sự nổi bật là do nhà bác học Nikola de Tesla, là cái người thích chơi với điện. Có thể nói ông ta là Nguyên nói là ông Nikola Tesla là một cái nhà khoa học, nhà bác học, nhà thiên tài, đặc biệt là điện lực. Chúng ta có điện ngày hôm nay sử dụng là do cái sự sáng kiến của ông. Có người đã chế tạo điện lực trước, nhưng điện nó rất là yếu, rất là yếu, nó không có cái điện mà chúng ta điện mạnh kia là điện cao tốc, nó không có. Chính là nhà tỷ phú, xin lỗi, nhà bác học Tesla đã chế. Thì trong cái sáng kiến của ổng có nhiều lắm, ổng chế rất là nhiều thứ. Trước khi ổng chết, ổng còn để gần tới cả 300-400 cái brevet, có nghĩa là những cái gì ổng đã sáng tạo mà nó chưa có được sản xuất. Và trước khi ổng ngậm cụ tỏi, ổng là một người, vẫn là người nghèo. Một ổng đã sáng kiến không biết bao nhiêu thứ làm tốt cho đời, nhưng ổng vẫn là người nghèo vì lý do tánh tình ổng rất là khó khăn. Và ổng làm nổ rất là nhiều thứ, đầu tư cho ổng nhiều khi nó mạo hiểm vì con người của ổng đã mạo hiểm rồi. Các quý vị không có hình dung, người ta nói ổng không phải giống con người. Cái chỗ ổng làm việc á, điện điện cao tốc 1.000 2.000 độ nó có thể xẹt xẹt xẹt, nhưng ổng làm việc tỉnh bơ. Và khi ổng ngẫm cụ tỏi, ổng có viết ra một cái loại vũ khí bí mật. Ổng chia ra làm hai phần. Một phần thời điểm đó ổng đưa qua phía bên hoàng gia của Anh Quốc để mà giữ, một phần ổng để với Mỹ. Đây là đối với ổng kêu là loại vũ khí đáng sợ nhất trên thế giới, nó có liên quan đến laser, liên quan đến laser. Và ông ta nói chừng nào cái thế giới chúng ta rớt vào trong một cái giai đoạn nguy hiểm thì hai quốc gia này ngồi lại với nhau, một bên có phân nửa, cùng nhau để mà nghiên cứu. Đây là một cái câu chuyện cũ mà Nguyên có làm một cái chương trình về nhà bác học thiên tài Nikola Tesla cách đây khá lâu rồi. Bởi vì mình nói laser thì Nguyên mới nhắc về ổng một chút xíu thôi. Thì cái vũ khí laser nó quan trọng ngày hôm nay rất là nhiều. Vì thí dụ nha, ở trên không trung, cái vũ khí mà có thể tác dụng nhiều nhất trên không trung chính là laser. Chính là laser. Đặc biệt là gần đây nhất thì là vấn đề máy bay không người lái. Các quý vị cũng biết là máy bay không người lái bây giờ nó rất là phổ biến. Bây giờ con nít vẫn có sử dụng máy bay không người lái được. Và một chiếc máy bay không người lái, một chiếc máy bay trò chơi cũng có thể biến thành một cái trái mìn được. Chỉ cần quấn trên nó một cái thuốc nổ, nó bay, nó lao xuống là nó nổ. Và người ta sản xuất hàng loạt, cũng giống như Ukraine sẽ đòi sản xuất cả triệu máy bay không người lái. Và cái điều đó thì sao? Khi máy bay không người lái tấn công thì các quý vị sẽ dùng cái gì để mà chống đỡ? Phần lớn thì người ta sẽ dùng hệ thống phòng không. Nhưng mà cái hệ thống phòng không nó đắt quá. Các quý vị suy nghĩ coi, một cái quả tiễn của hệ thống Patriot 2 triệu đô la để đi bắn một chiếc máy bay 100.000 đô la, nó có đáng không? Anh bỏ 2 triệu để anh bắn rơi 100 ngàn thì đầu tư lỗ lã quá. Quả tiễn đâu bắn cho nó đủ? Quả tiễn nào bắn cho nó đủ? Nhiều khi máy bay mà chúng ta thấy nó bay thấp thấp, chúng ta dùng những cái loại pháo đài bắn
loại đạn dược bắn. Mày đâu phải bắn một cái là nó trúng, phải bắn bắn biết bao lâu, nhiều khi nó mới đụng. Tốn bao nhiêu đạn dược, bao nhiêu đạn dược, mà còn phải có binh sĩ lúc nào cũng trực hờ nhìn trên bầu trời hết. Tốn kém quá, tốn kém quá. Nhưng mà laser thì không, laser thì không. Laser chỉ là một cái điện lực nó tống ra mà thôi. Nó là một cái bộ máy điện lực, nó tống điện ra, nó tống cái sức điện ra. Nó không có tốn kém, nó không có tốn kém, mà ngược lại nó càng có thể tự động bắn chính xác mà không cần có người giám sát. Thì đây là một cái loại vũ khí mà chúng ta ngày xưa chúng ta cho là khoa học giải tưởng, nhưng bây giờ nó bắt đầu trở thành là vũ khí bắt buộc phải xuất hiện trong cuộc chiến. Bây giờ nó là phải vũ khí bắt buộc xuất hiện trong cuộc chiến công nghệ mới, vì nước nào cũng đang chạy đua với máy bay không người lái hết. Dùng hệ thống phòng không thì nó tốn kém quá, chịu không nổi, số tiền tốn kém quá. Bây giờ chỉ có dùng laser, sản xuất có thể là đắt nhưng sau này không cần tốn vì nó không cần đạn dược. Đây là bản tin của Anh Quốc đã ra mắt loại vũ khí mới, và họ cho rằng là loại vũ khí sẽ là loại vũ khí quan trọng nhất trong tương lai để cho nhiều cuộc chiến, để đối đầu với máy bay không người lái. Đó là bản tin nho nhỏ liên quan đến Anh Quốc mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin liên quan đến Pháp và Ukraine. Sau đó thì cho Nguyên mạng phép sẽ ngừng cái thông tin về Ukraine. Liên quan đến tướng lãnh của Pháp với cái buổi họp quân đội ở tại miền Bắc đất nước Pháp, thành phố Lille. Lille là cái thành phố tuốt ở miền Bắc của nước Pháp. Thì tướng lãnh bữa đó là buổi họp về quân đội, thì báo chí nó cũng hỏi về cái tình hình cụ thể của thế giới và cái vai trò của Pháp trong cái giai đoạn mà Nga và Ukraine đang căng thẳng, và những tin đồn là NATO và Nga có thể xảy ra những cuộc giao tranh. Thì ông tướng lãnh của Pháp, ông ta khẳng định điều đó là có thật. Ông ta nói điều đó là có thật. Vấn đề tình hình cụ thể ngày hôm nay với cái bối cảnh đang leo thang, nó dẫn đến nhiều cái sự bế tắc, và giữa NATO và Nga có thể xung đột bất cứ lúc nào. Đặc biệt là chỉ cần một sự tai nạn nhỏ, nó cũng thể dẫn đến cái sự xung đột. Thí dụ tai nạn, ông nói thí dụ đi, ông nói là một chiếc máy bay nào đó bắn qua bắn lại, rồi từ lúc đó nó có thể dẫn đến một cái mâu thuẫn. Nên tâm lý chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng, lúc nào cũng sẵn sàng. Vậy tâm lý của chúng ta sẵn sàng như thế nào? Ông nói bây giờ ít nhất thì là Pháp sẵn sàng, nếu NATO cần thì Pháp sẽ viện trợ 120.000 binh sĩ liền cho liên minh NATO. Nếu mà NATO kêu là chiến tranh cần binh sĩ là Pháp sẵn sàng, hành trang đã chuẩn bị sẵn, binh sĩ của Pháp đã chuẩn bị sẵn, 120.000 binh sĩ sẽ được gửi đến chiến trường yểm trợ cho mặt trận liền. Đây là lời công bố của phía bên Pháp đang có cái dấu hiệu khá là máu lửa với Nga. Tình hình chính trị giữa Nga và Pháp cỡ này khá là bất ổn. Nó không được tốt đẹp cho lắm. Và trong những ngày kế tiếp thì nước Pháp sẽ bị đe dọa qua lời phát biểu của ông Medvedev, qua lời phát biểu của người này người kia. Cỡ này giữa Pháp và Nga đang bị ở trong giai đoạn bế tắc ngoại giao các quý vị. Tội nghiệp ông Pháp, người không biết là Tổng thống Macron có bị hù không? Bảo đảm mấy ngày tới thì nước Pháp sẽ bị hù dọa khá nhiều đó. Đó. Và quan trọng là Macron có chịu đựng nổi cái đe dọa của Putin trong những ngày kế tiếp hay không? Đó. Bây giờ Pháp viện trợ căn cứ Pháp ở tại Ukraine đó. Bây giờ nhiều lắm, Pháp đòi gửi 120.000 binh sĩ cho liên minh NATO nếu chiến tranh. Không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Pháp sẽ bị đe dọa trong những ngày kế tiếp. Một bản tin do Tổng thống Zelensky đã đề nghị ngày hôm nay vô cùng hợp lý nhưng mà khó thực thi. Bản tin cho rằng là Tổng thống Zelensky nói rằng những máy móc sản xuất của Nga, đặc biệt là những máy móc công cụ quân sự, 95% những vật liệu nó đến từ nước ngoài. 95% Nga phải mua những vật liệu đến từ nước ngoài, rồi lúc đó Nga mới chế tạo thành vũ khí. Tổng thống Zelensky cho rằng là chúng ta phải ngăn chặn, siết chặt cái nền cung cấp.
không cho Nga có đủ khả năng cung cấp để chế tạo vũ khí. Cái điều đó ai cũng biết hết. Cái khổ là ai cũng biết cái điều đó. Cái công nghệ Nga của ngày hôm nay, Nga không có nhiều vấn đề, Nga không có. Thí dụ chip bán dẫn Nga không có. Nhiều vấn đề Nga không có. Nga phải cần mua những cái vật liệu đó đến từ nhiều quốc gia, và Nga mới chế tạo. Cái đó ai cũng biết. Nhưng cái khổ và lòng tham của con người các quý vị, không có ai đứng về chính nghĩa hết á. Thực tế đâu phải người nào cũng đứng về tình trạng của Ukraine đâu. Đối với họ tiền mới là trên hết. Đó, buôn bán với Nga, bây giờ bán buôn bán với Nga có lợi thì là họ bán thôi. Còn dù lực có cấm nhưng họ cũng lén lút họ bán. À, thế giới người ta cấm nhưng họ cũng chạy bằng đường này qua đường kia họ bán. Họ bán đường vòng họ cũng bán cho Nga. Bởi vì lợi nhuận nhiều, Nga mua với cái giá cao. Mà bây giờ ngăn chặn đâu phải không có bắt đâu, bắt nhiều lắm. Nhưng cũng không thể nào bắt hết. Không thể nào bắt hết được. Đặc biệt là có ông Trung Quốc, ổng hậu thuẫn. Bây giờ không cấm Trung Quốc được. Trung Quốc không có cái món đồ này. Thí dụ Nguyên nói đây nha, Nga muốn mua một món đồ mà Trung Quốc trong đất nước không có, thì Trung Quốc mua từ nước ngoài rồi bán lại cho Nga thì nó cũng vậy thôi. Rồi Trung Quốc bán trung gian, Trung Quốc lấy lời nhiều hơn thì nó cũng vậy. Nên là bây giờ là muốn ngăn chặn Nga có được cái nguồn cung cấp vật liệu để mà chế tạo vũ khí nó khó vô cùng. Nhưng đây là cái đề nghị của Tổng thống Zelensky ngày hôm nay với Liên minh châu Âu và NATO, rằng cố gắng tối đa siết chặt cái nguồn cung cấp. Nhưng đối với Nguyên, không thể nào làm được. Đó là bản tin liên quan đến Ukraine và Nga mà Trung Nguyên mạn phép tạm thời ngừng cung cấp thông tin Ukraine và Nga để chúng ta có thể đi qua những bản tin khác trên thế giới, vì thế giới ngày hôm nay chúng ta khá là sôi động. Bản tin cực kỳ là nóng ngày hôm nay và cả thế giới lại rung động mà lo sợ nữa. Trên thế giới này chẳng có bao nhiêu người làm cho thế giới sợ hết. Các vị cứ hình dung đi. Các vị cứ hình dung trên thế giới này bây giờ có bao nhiêu người có những cái hành động mà làm cho cả toàn cầu trên thế giới phải rung hết. Thực tế chỉ hiện bây giờ Nguyên thấy chỉ có 2-3 người thôi. Chỉ có 2-3 người thôi. Thực tế con người chúng ta gần tới 8 tỷ lần. Nhưng thực tế con người chúng ta, Nguyên nói là nó có giống như không có vậy đó. Nhiều khi mình hỏi cái sự tồn tại của mình nó có giá trị không ta? Vì thực tế mình không còn nữa hay mình có hành động gì đó đâu có ảnh hưởng đến ai đâu. Nhưng mà trên thế giới này thì có vài người có quyền lực. Cái vài người có quyền lực, cái hành động của họ làm cho cả thế giới phải ở trong một cái giai đoạn nó hồi hộp. À, chúng ta có thể nêu tên từng đức danh một. Người đáng lo nhất trên thế giới này hiện bây giờ mà làm cho cả thế giới phải lo khi họ có những cái quyết định đáng sợ, Putin. Thí dụ Putin là người ta rất là lo. Lỡ ổng buồn đời, ổng chán đời, ổng nói thôi đi xuống dưới hết chúng mày ơi, tao đi xuống tao mình anh tao buồn lắm. Ui xuống chung gặp nhau ở dưới, ổng bấm cái nút một cái là cũng mệt lắm. Mệt lắm các cái vậy. Thì thí dụ là người đầu tiên nhất mà mình đáng lo là Putin. Người thứ hai thì không ai xa lạ đó là ông Mỹ. Đúng không? Mỹ cũng có sử vũ khí hạt nhân tương đương với Nga mà. À, ông Nga bấm, ông Nghĩ bấm là cũng mệt lắm. 8 tỷ người chúng ta Nguyên bảo đảm đi hết phân nửa, 4 tỷ ở dưới. Xuống 4 tỷ một lượt, diêm vương mệt xỉu luôn. Ship hàng mà ghi danh đăng ký nhập khẩu là chịu không nổi. Đó. Nên là nếu thực tế mà nếu mà trên thế giới này á, ông Nga, Putin hay là Nguyên nói là Mỹ cũng đáng sợ. Nhưng Mỹ thì nó bị kèm kẹp với cái lực lệ của đất nước, với cái hiến pháp của đất nước nó khó khăn. Có một cái quốc gia nó nhỏ mà nó cà chớn lắm. Nó nhỏ nhưng mà cái miệng nó to lắm. Nó nhỏ ở đây là kêu là nhỏ về cái diện tích nhưng nó mập, mà các vị biết là ai rồi đó. Nó nhỏ về diện tích nhưng mà cái người nó mập. Không ai xa lạ chính là Kim Jong Un. Hành động của Kim Jong Un thì lúc nào cũng làm cho cả thế giới phải giật mình hết. Đặc biệt là thời gian gần đây, ông Kim nhà ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Bữa nay ông Kim nhà ta đi thí nghiệm vũ khí hạt nhân. Đó rảnh lắm. Ông Kim nhà ta đặc biệt là đợt này thí nghiệm vũ khí hạt nhân dưới lòng biển đại dương.
bằng tàu ngầm hạt nhân. Bác Kim nhà ta bỗng nhiên một ngày đẹp trời công bố là chúng tôi thí nghiệm vũ khí hạt nhân dưới lòng biển đại dương. Adu. Ai? Các quý vị là Kim Jong-un đang muốn chơi trò gì? Kim Jong-un đang đe dọa thế giới là tôi tạo ra sóng ngầm, sóng thần xin lỗi. Các quý vị nhớ là cái thảm họa sóng thần Á Châu chúng ta không? Sóng nó cao hơn cả 15-20 mét không? Nó đập vào không? Sóng thần ở tại phía bên Nhật Bản không? Kim Jong-un hiện bây giờ cả thế giới người ta đang sợ đây. Không biết là cái quy mô hạt nhân của Kim Jong-un nó đủ lớn hay không? Nó mà đủ lớn một cái là cả Á Châu chúng ta nó có thể xảy ra một cái sóng thần ở đâu đó. Nó rảnh rỗi lắm. Quyên đã nói như các cái vị là Kim Jong-un nó không phải là người bình thường. Bất thường mà làm cái hành động nào nó cũng kỳ khủ lắm. Từ anh cách đi một hai ngày không có nói tự ra bây giờ thí nghiệm vũ khí hạt nhân dưới lòng biển đại dương vậy đó. Chơi vậy đó. Đó. Bây giờ ai mà không sợ? Vì người ta không thể ngăn chặn được sóng thần được. Thứ nhất là các vị cũng biết là chỉ cần không cần phải đi sát đất nước của các vị để thí nghiệm. Có thể thí nghiệm xa hơn các vị cả trăm cây số. Nhưng nó cũng ảnh hưởng rất là lớn những cái thành phố cặp ven biển. Đó. Nên là hiện bây giờ bữa nay thì cả thế giới đào đứng dưới cái nhức đầu dưới Kim Jong-un. Nguyên nói là đừng bao giờ suy nghĩ dưới cái lý lẽ thường tình của người bình thường so sánh với Kim Jong-un. Mình là người bình thường, Kim Jong-un là người bất thường. Mình suy nghĩ bằng não, bằng lý trí. Kim Jong-un ổng suy nghĩ bằng mỡ. Lâu lâu ổng bóp bóp bằng cái nào suy nghĩ. Tao suy nghĩ cái này nè. Làm cái này bay ơi đó. Ghê lắm. Nếu là bữa nay thì Kim Jong-un đã làm thêm một cái chuyện động trời nữa. Cũng không biết là cái hậu quả này nó như thế nào. Thí nghiệm thành công hay là thất bại. Rồi phóng xạ hạt nhân ở dưới biển đại dương về môi trường như thế nào. Bây giờ ai cũng lo hết. Mấy cái phía bên môi trường bây giờ họ nhức đầu nói trời ơi Kim ơi bác Kim ơi bác Kim. Bác Kim ơi bác Kim. Các vị biết là những cái người mà bảo vệ môi trường đó. Họ yêu thương động vật, họ yêu thương biển cả, họ yêu thương cá còn yêu thương hơn con người nữa. Thiệt đó. Nguyên có mấy bạn mà kêu là về mà kêu là đảng xanh đó. Trời, họ yêu thương động vật hơn con người đó, họ lo động vật hơn con người đó. Mà bây giờ thì người ta rất là gầu. Rất là gầu vì vũ khí hạt nhân nó là phóng xạ mà. Thì người ta rất là gầu rồi, thí dụ thí nghiệm cái chỗ này thì cá như thế nào, biển phóng xạ ra sao, rồi sóng thần có hay không. Bây giờ ông bà nào cũng đang lo hết. Rồi Kim Jong-un thí nghiệm bao nhiêu lần, thí nghiệm ở đâu. Bây giờ cả thế giới nhức đầu vì ổng. Cả thế giới đang nhức đầu với Kim Jong-un và không biết là tương lai ổng làm cái gì nữa. Đó. Mấy bữa nay thì ổng bắn hỏa tiễn lên không trung rất là nhiều lần, cũng thành công đó. Đó, ổng có thành công, ổng thí nghiệm vũ khí, ổng bắn bùm 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 đó. Bây giờ ổng chơi đến thí nghiệm vũ khí hạt nhân dưới lòng biển nè. Ổng chơi còn mạnh hơn nghe nữa. Bỏ tay Kim Jong-un thiệt. Đây là bản tin cực kỳ là hot. Hiện bữa nay là có thể nói là cái bản tin đã làm cho cả thế giới gây sốc và lo lắng vô cùng. Cái bước đi của Kim Jong-un trong những ngày kế tiếp. Và bây giờ thì chúng ta chuyển sang qua bản tin chút xíu, bản tin của Hoa Kỳ để cho các quý vị nắm rõ được chút xíu. Liên quan đến Hoa Kỳ thì Bắc Mỹ nhà ta ghét dưới mén, vì dưới mén nói hoài không nghe. Dưới mén cứ mấy ngày hôm nay dưới mén vẫn ngoan cố, dưới mén vẫn tấn công cái đường biển đỏ. Dưới mén đang quậy cái khu vực đó thì tự do hàng hải hoạt động nó không được. Bây giờ hình như là bế tắc luôn. Hình như bây giờ là tàu bè nào cũng không dám đi cái đường đó, bắt buộc người ta phải đi đường vòng. Mà Nguyên nói đường vòng là mất gần cả gấp đôi thời gian. Các vị cũng biết là từ Á Châu, thí dụ mình nói từ Việt Nam đi đến bến cảng của những cái quốc gia gần nhất, mình kêu là Italy đi, thí dụ vậy đi, mình mất có khoảng tầm nha, con số nó không chính xác, tùy theo chiếc tàu mà bỏ dầu nhiều, nó có nhiều mã lực nhiều, nó chạy lẹ, chiếc tàu nó chạy chậm, mình cho là 30 ngày, một tháng, một cái hàng quá bỏ vô trên chiếc tàu nó bay 30 ngày nó đến châu Âu. Nhưng bây giờ đó thì nó phải đến 60 ngày. Bây giờ nó phải 60 ngàn vì nó phải đi một cái đường vòng, đi du lịch một cái đường vòng.
nó phải mất 60.000. Vì nó phải đi tuốt xuống dưới Nam Phi. Nam Phi rồi đi ngược lên lại tuốt miền Bắc là kêu là Algeria, nó mới đến châu Âu được. Có nghĩa là một cái con đường nó dài đằng đẵng mười mấy ngàn cây số là thêm. Và khi đường dài là thời gian, mà thời gian là tiền bạc. Rồi ngày xưa trả có một tháng lương thôi, một cái chuyến đi tôi trả mà một tháng lương, bây giờ phải trả hai tháng lương vì thời gian gấp đôi. Rồi dầu hỏa, dầu hỏa lại gấp đôi ấy, rồi đủ thứ chuyện hết. Và bây giờ cái đường đó nó bây giờ nó đã bế tắc rồi. Khi lúc đó Mỹ đầu tiên á, là Mỹ chỉ có muốn đánh để đe dọa cái tổ chức giấy mén thôi. Mục đích của Mỹ là không muốn đâu, vì đất Mỹ đang bầu cử mà. Mỹ cũng không thể nào mà đổ bộ binh xuống giấy mén được. Mỹ đang bầu cử, Mỹ cũng không muốn có một cái gì xung đột trong giai đoạn này. Mục đích của Mỹ là đe dọa. Nhưng mà dế nó gáy các cái vậy. Mà không gáy thì làm sao dế được? Các cái vậy thấy con dế mà nó không gáy không? À, dế đực với cái gì nó cũng gáy hết. Mà càng đực thì nó càng gáy nhiều. À, nó, mà dế nào nó cũng gáy hết. Nó gáy nó không có chịu lùi các cái vậy. Nó không có chịu lùi. À, nó cứ bắn ngày nào nó cũng bắn hết. Nó bắn không cần biết bắn trúng hay không, mà ngày nào nó cũng tìm biện pháp để mà nó thấy tàu là nó bắn, nó thấy tàu là nó bắn. À, nên là ông Mỹ ông không có thể chấp nhận được hoài, nên là Mỹ đã ra lệnh tiếp tục tấn công. Đây là đợt thứ năm Mỹ đã tấn công. Đợt thứ năm Mỹ đã tấn công vào những cái nơi mà kêu là đã bắn hỏa tiễn ở, họ coi dưới vệ tinh họ biết ai chỗ đó bắn, họ ná pháo trở lại chỗ đó. Thì tình hình ở tại giới mén ngày hôm nay thì bắt đầu những cái tổ chức đó họ sẽ lợi dụng cái kêu tổn thương người dân thường, bắt đầu là thúc đẩy tiếp tục. Tình hình nó đang sôi động. Vấn đề tại Trung Đông thì sôi động giữa giới mén và Mỹ thì chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta cũng biết gần đây vấn đề ông Iran rồi ông Iraq rồi rồi chúng ta cũng biết là ông Iran cũng như ông Thổ Nhĩ Kỳ cũng vô. Bây giờ tới ông Jordani nữa, trời ơi là trời. Ông Jordani. Bây giờ ông Jordani ổng cũng cà chớn nữa, ổng quất qua bên Syria nữa, Nguyên không hiểu tội nghiệp Syria ghê. Nguyên nói thật tế là Nguyên rất là tội nghiệp cái quốc gia Syria là nó ghê thiệt. Cái quốc gia ở Syria bây giờ nước nào cũng tấn công tôi hết trơn, giống như là cái ổ vậy đó. Cái ổ khủng bố vậy đó. Cái tội nghiệp Syria ghê các cái vậy. Cái gì nè? Syria nè, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq, Do Thái, cả luôn Lebanon. Ủa, cứ hình như ông nào cả nghe nữa. Tự giống như là Syria mà cứ bấm vô Syria không xuống. Ngộ vậy các ơi. Vì họ có buộc là cái nơi này nó chứa những cái tổ chức trong đó chính phủ của họ. Đó. Nên là nói chung chung là tình hình ở Trung Đông nó bắt đầu ở trong cái giai đoạn máu lửa khá là nguy hiểm, thột đỉnh luôn. Nó càng ngày nó càng nguy hiểm ở tại khu vực Trung Đông. Nhưng nó vẫn nằm trong cái sự quản lý được, chưa đến một cái giai đoạn mà nó là bước vào cái cuộc chiến sâu đậm, nó chỉ là bắn từ xa thôi, nó chưa có đổ bộ binh sĩ, nó chưa đến giai đoạn đó. Cái giai đoạn mà đổ bộ thì nó mệt. Bây giờ là bắn từ xa thôi, bên này bắn bên kia bắn bên nọ, nó bắn lộn cào cào hết. Nó bắn lộn cào cào, bây giờ nó bắn tứ tăng lắm hết. Có thể nói bây giờ là ngày nào Nguyên đọc tin tức của Trung Đông Nguyên cũng nhức đầu, mà Nguyên không hiểu là mấy ổng đang làm cái gì luôn. Bên này nó bắn lộn xào, cuối cùng mình không biết bên nào bắn nó thật. À, mà cũng không biết bắn vì mục đích gì luôn. Nói chung với các quý vị là phức tạp nó cỡ nào. Nó phức tạp ở chỗ nào? Ở khu vực Trung Đông. Mà hiện bây giờ thì Nguyên đã nói rồi, tại sao có chuyện đó? Vì có ai đó muốn ở Trung Đông lúc nào cũng phải sôi động. Và muốn Mỹ phải trói buộc ở tại Trung Đông. Mỹ phải cuộc dò ở tại Trung Đông. Mỹ phải cuộc dò ở tại Ukraine. Người ta mới có lợi nhuận. Thì người sau lưng đó chúng ta cũng có thể suy luận lại. Nhưng tất nhiên suy luận nó không phải là cái điều bằng chứng cụ thể. Đó là bản tin liên quan đến Trung Đông. Liên quan đến bầu cử của Mỹ. Một tin vui cho các quý vị nào yêu mến cựu Tổng thống Donald Trump. Sau khi cái cuộc chiến thắng ở tại Iowa, thì cái khảo sát gần đây New Hampshire
hay là hamster, cựu tổng thống Donald Trump đang dẫn đầu. Và cái điều đó thì Nguyên đã nói rồi, chúng ta đã nhìn thấy rõ mà, cựu tổng thống Donald Trump được lòng dân, ông ta được lòng dân, ông ta không được lòng chính phủ, phải nói là ông ta không được lòng chính phủ, cả luôn đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa ông ta không được lòng lắm, nhưng ông ta được lòng dân. Thì quan trọng nhất là cử tri mà, chỉ cần thuyết phục được cử tri đó, cử tri ủng hộ mình thì mình làm đậu tổng thống thôi đó. Thì Nguyên nói giai đoạn này thì ông ứng cử viên nào ông cũng dễ thương hết, ông nào cũng tuyệt vời hết. Nguyên đã quá quen cái bầu cử rồi, bầu cử biết bao nhiêu quốc gia Nguyên tham gia thì Nguyên đã quá quen thuộc rồi, ứng cử viên nào cũng dễ thương hết, nhưng mà làm tổng thống rồi là khác à. Khi mà được chức được quyền rồi thì nó hoàn toàn khác, ít có ông nào giữ lời hứa cho dân dân hết, ít lắm, nói 100 câu giữ được 20 câu là tuyệt vời lắm rồi đó. Nên ai lấy được lòng dân, ai giữ lời hứa với dân dân thì người dân đó có tin tưởng và họ bỏ phiếu thôi, họ bỏ phiếu thôi. Nên là hiện bây giờ với cái bầu cử của Mỹ thì đang rất là rõ là cựu tổng thống Donald Trump, đặc biệt trong đảng Cộng Hòa, là người đang dẫn đầu và vượt qua hết tất cả những người khác. Thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy là cơ hội cao bác Trump nhà ta sẽ quay trở lại tòa Bạch Ốc đó vào tháng 11 năm 2024, ngày 5 tây tháng 11 nếu Nguyên nhớ không nhầm. Nhiều khi cái trí nhớ của Nguyên nó dồn nhiều thông tin nha các bạn, Nguyên có nhiều khi Nguyên nhầm lẫn, nhiều khi ngày tháng cũng có, lâu lâu á vì Nguyên dồn nhiều thông tin quá, nó phải ồ ạt quá, nhiều khi bộ não của mình nó cũng thiếu sót, nếu có sai thì các quý vị thông cảm cho, mà Nguyên nhớ vào tháng 11. Đó là tình hình của bác Trump khá tốt để dành cho các quý vị mến thương nào yểm hợ của tổng thống Donald Trump. Tất nhiên thì của tổng thống Trump cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn về vấn đề pháp lý, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến vấn đề bầu cử, là cái chuyện tuyệt vời rồi. Đó là cái chuyện tuyệt vời, để không ảnh hưởng đến vấn đề bầu cử thì còn gì nói nữa, chứ có gặp pháp lý thì nhiều lắm chứ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến vấn đề bầu cử. Nên là hiện bây giờ những ai mà không thích bác Trump thì rất là lo, rất là bác lo. Mấy cái quốc gia nào mà ủng hộ đảng Dân Chủ mà không thích bác Trump trong quá khứ bây giờ càng lo hơn nữa. Thí dụ ngày hôm qua Nguyên nêu lên vấn đề Canada, bây giờ Pháp cũng đang lo đó, mà nhiều quốc gia khác cũng đang lo vì cái vấn đề sau này bác Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc thì ăn nói với ổng như thế nào, thời gian qua nói xấu ổng nhiều quá. Mặt mũi nào mà lại nói chuyện với ổng đây đó, đó cái khổ là chỗ đó đó. Nguyên đã nói rồi, nói cũng phải nói vừa vừa thôi, nói phải giữ lời mà nói, phải cho mình có cái đường lui đó. Mình phải có cái đường lui, phải khôn một chút xíu, nói cho nó đã cái mồm, rồi khi người ta nắm quyền nắm chức rồi lúc đó lại năn nỉ như thế nào, khó lắm, khó lắm. Bởi vì người ta không ngờ là bác Trump quay trở lại chính trị, nó thực tế là cái bàn cờ chính trị ai tính cũng sai hết. Không ai ngờ là bác Trump sẽ quay trở lại chính trị, mà có quay lại đi nữa thì người ta cũng không ngờ là có người ủng hộ. Đó, nhưng mà Nguyên đã nói rồi, phỏng đoán, khảo sát, đó là trên giấy tờ thôi. Thực tế mới là quan trọng, thực tế mới là quan trọng. Nên là tất cả trước đó thì mấy nhà ngoại giao chính trị họ nghĩ là bác Trump là xong rồi, bác Trump là cuộc đời chính trị đã kết thúc rồi, không cần bận tâm đến bác Trump nữa. Nên là họ hùa theo bác Joe để mà lên án, lên tiếng, họ hùa dữ lắm. Việt Nam mình là gì? Khoái hùa lắm các quý vị. Nên là cái điều đó bây giờ thì bác Trump có cơ hội quay trở lại thì người ta bắt đầu lo lắng, lo trong tương lai ngoại giao nó như thế nào. Đó là bản tin liên quan đến chính trị ở tại Hoa Kỳ trong cái dịp bầu cử. Và chúng ta chuyển sang qua một chút xíu bản tin của Đài Loan, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại một chút xíu bản tin của Việt Nam. Tình hình của Đài Loan sau bầu cử thì Trung Quốc đã làm cái gì? Trung Quốc sẽ làm cái gì trong tương lai hay đang làm cái gì? Thì phải nói là sau cuộc bầu cử đã không giống những gì Trung Quốc mong đợi, vì Trung Quốc muốn là cái đảng thân Trung Quốc lên nắm quyền để Trung Quốc dễ giật dây, dễ nuốt trọn Đài Loan mà không cần phải có những cái sự mệt mỏi về quân sự. Nhưng bây giờ cái kế hoạch của Trung Quốc phải thay đổi.
Trung Quốc phải thay đổi cái kế hoạch lại khi cái bầu cử Đài Loan phía bên Trung Quốc đã thất bại. Thì Trung Quốc phải dùng vũ lực, đặc biệt là uy hiếp cái nền kinh tế của Đài Loan. Nên là mấy ngày gần đây thì cái số lượng máy bay và tàu bè để mà đe dọa tinh thần, tinh thần đây không phải là đe dọa người dân Đài Loan đâu các bạn, đe dọa chúng ta. Không phải đe dọa người Đài Loan đâu, vì người Đài Loan họ họ chai rồi, họ bị đe dọa mấy chục năm rồi. Bây giờ hỏi người Đài Loan họ có sợ Trung Quốc đe dọa Trung Quốc không? Ủa, có đe dọa hả? Họ bị chai luôn. Cũng giống như mà Nguyên bị chai, bị mà vấn đề mà Putin đe dọa vũ khí hạt nhân vậy đó. Người Đài Loan họ rất là bình thường. Họ đe dọa chúng ta. Tại sao vậy? Vì chúng ta đâu có muốn đi du lịch một cái nơi mà có thể có chiến tranh. Chúng ta đâu có muốn đầu tư một cái nơi mà nó có thể chiến tranh, chúng ta mất tiền sao? Có nghĩa là họ đe dọa làm sao để cho những cái quốc gia bang giao với Đài Loan họ sợ. Họ sợ. Vì tôi đâu có thể đầu tư cho các anh mấy chục tỷ hay mấy tỷ đất nước của anh, rồi có thể một năm sau tôi mới vừa xây xong cái hãng, chưa được hoạt động nữa, đất nước anh chiến tranh, ai mà dám. Cái điều đó là tâm lý. Họ làm cái áp lực mạnh hơn để cho Đài Loan phải gớt vào trong một cái giai đoạn kêu là người ta không dám đầu tư. Họ đánh vào kinh tế sâu của Đài Loan về khách du lịch, về đầu tư. Rồi họ làm áp lực với những quốc gia đang bang giao với Đài Loan, ngăn chặn làm ăn với Đài Loan, không ký tác làm ăn với Đài Loan nữa. Họ cô lập Đài Loan bằng cái nền kinh tế trước. Nên là cái chiến lược của Trung Quốc đang rất là gay cấn và làm rất là khó dễ. Đó, và cái quốc gia nào mà thân với Đài Loan là bị Trung Quốc đe dọa ngay lập tức. Nên là chúng ta thấy mấy bác bên Việt Nam chúng ta có dám nói gì đâu, im phăng phắc. Ôi, One China. À, một Trung Quốc thôi, một Trung Quốc thôi. Việt Nam nhà ta im phăng phắc vì sợ anh Trung Quốc anh quýnh thì sao, cất lên tiếng nói là anh đục liền. Nên là Việt Nam chúng ta hơi bị ngán. Đó là bản tin liên quan đến Đài Loan về vấn đề kinh tế đang siết chặt và đang không muốn cho Đài Loan có một sự đối tác để cho Đài Loan thoát về vấn đề kinh tế mà Đài Loan bắt buộc phải lệ thuộc vào Trung Quốc trong những ngày kế tiếp. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Đài Loan. Và bây giờ, bản tin kế tiếp là bản tin bán xe hơi. Các bạn, bán xe gắn máy. Mãi vô bà con, cô bác, anh chị em ơi, coi live stream của Nguyên chuẩn bị bán xe gắn máy đây. Tôi có 7.000 chiếc xe gắn máy. Tôi bán một lần bao nhiêu? 100 chiếc, bán lô không bán lẻ. Xe bán lô bán lẻ bán rất là ghẻ. Đây xe gắn máy còn đây, giấy tờ còn đây, mãi vô đăng ký mua vô. Các quý vị chắc là biết bản tin gì đúng không? Thì Sài Gòn mến thương của chúng ta thì có một cái buổi livestream khá là đặc biệt ở ngay chăng cái đồn công an. Một livestream bán 7.000 chiếc xe gắn máy. Nghe chăng đồn công an, xe gắn máy đâu? Đây là xe sai phạm. Sai phạm. Những xe mà các vị uống rượu xỉn rồi đó. Ui, tiền phạt xe nhiều quá, chắc có tiền đâu trả vậy. Nó giam lấu quá lâu. Nên là một cái buổi live stream đại diện, kêu là cái trong cái buổi live stream kia là đại diện cho cái đồn công an bán xe sai phạm, bán với cái số lượng lớn, chứ không bán số lượng nhỏ, không bán 1-2 chiếc không. Bán lần là mấy chục chiếc, cả trăm chiếc, vì có 7.000 chiếc xe là đó. Cái livestream nó làm cháy lên trên mạng xã hội. Trời ơi, mạng xã hội xôn xao. Tất nhiên là ai cũng xôn xao rồi, vì trong 7.000 chiếc xe đó sẽ có nhiều người chủ, sốc cuộc lắm chứ. Xe của tôi mà, chưa có tiền chuộc thôi. Thì nó được loan tả trên mạng xã hội và người ta đã chỉ trích rất là nhiều. Vì người ta cho là cái hành vi đó không đúng. Cái hành vi đó không có đúng được. Thì Bộ Công an mới giải thích không phải đâu, không phải, cái đó không có đúng. Cái này không phải là công an bán đâu, không phải công an bán. Anh này là anh làm cái công ty, anh mua xe bởi vì một số lượng xe hơi đã quá thời hạn để trong đó rồi, mà chủ xe hơi không chuột. Chỉ khoảng tầm 220 chiếc thôi, chứ không có 7.000 chiếc đâu. 220 chiếc. Anh này anh lên đấu thầu. Rồi anh vô ở trong cái chỗ mà chứa xe, anh quay, anh live stream.
chứ anh sai phạm chứ không phải là công an bán. Ồ. Bây giờ Trung Nguyên hỏi các quý vị, hiếm bây giờ công an không thừa nhận là mình bán, các quý vị nghĩ có một cái người nào đó họ đến công an để mà họ mua một số lượng xe, họ dám vô trong cái bãi xe hơi giam rồi họ bán gì không? Họ quay họ nói tôi có 7.000 chiếc xe nè, ai mua tôi bán một lần một lô là 100 chiếc, 100 chiếc đủ thứ loại hết, giấy tờ công an niêm phong nó vẫn đây nè đó, giấy tờ vẫn còn đang nè, đề máy cho xe chạy in 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 nè, nó vẫn chạy ngon lành cành đào nè. Các quý vị nghĩ có cái ông nào mà ổng dám làm điều đó ở ngay chăng cái đồn công an giam giữ xe hơi mà ổng xuống dưới hầm ổng live trực tiếp ổng quay ổng bán không? Chứ vị có cái ông nào mà khùng tới mức độ đó không? Cái ông nào mà khùng tới mức độ đó không? Chỉ Nguyên coi, có ông nào mà ổng bạo gan đến vậy không? Đó. Đó. Nó bây giờ giết mà công an cũng live stream bán xe nó Nguyên bó tay luôn. Mà nó ác lắm các quý vị, cỡ này công an ác lắm. Lợi dụng luật mà ác lắm. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ cái vận mà mấy ông bà Việt Nam mình này, mấy bác mấy anh là thật mấy anh cũng ai hết trơn á. Nhậu và lái xe, tai nạn xe hơi nhiều thì cứ ông nào cũng phải nhậu hết á. Nhậu rồi là cũng phải lết đứt về nhà. Mấy bà vợ được anh phải về nha, anh mà không về là tết với tôi, anh mà ngủ bờ ngủ bụi là về nhà là khỏi ngủ trong giường luôn, ông nào cũng sợ hết. Nói chứ đắng mài rau mà làm cho nó dữ vậy đó, to con bự vậy chứ, nghe bà vợ bà hù là không cho ngủ vào phòng là ông nào cũng nghe lời hết á. Nên là mấy ông cũng do mấy ông nhậu cho nó đã thay, lại sợ bà vợ về nhà bà phiền thì lái xe. Ngày xưa thì phạt nó ít tiền, bây giờ nó phạt nặng. Chiếc xe nhiều khi chiếc xe cùn cùn nó giá trị nó khoảng tầm 7 triệu, quất người ta 5 triệu. Ôi trời, 2 triệu bỏ 7 triệu đi chuộc chiếc xe. Đó, thí dụ là như vậy. Rồi nhiều khi cái số xe, cái tiền xe nó quá cũ rồi mà phạt người ta nhiều hơn cái số tiền đó nữa. Tiền đâu người ta chuộc? Tiền đâu người ta chuộc? Nên là người ta bỏ luôn chiếc xe. Rồi mấy ổng lụm đi chiếc xe mấy ổng bán. Cũng khôn các quý vị. Bây giờ mấy ổng có tăng cái tiền phạt nó cao lên, vì ổng biết là đâu phải người nào cũng có điều kiện, người nào cũng có điều kiện, nên đâu phải ai cũng có dư tiền mất một chiếc xe rồi xong. Thôi nên là bữa nay cái bản tin này tại Việt Nam khá là hot, khá là hot với vấn đề bán xe. Cái vấn đề phạt nó không có, như nó là cái phạt của Việt Nam á, nó không có hợp lý. Hợp lý ở đây là cái mức lương làm việc, cái mức lương làm việc với cái phạt nó không có hợp lý các quý vị. Lương thấp nhưng cái số tiền phạt nó quá cao nên làm dẫn đến cái người dân họ không có đủ tài sản để mà chuộc lại những cái sai phạm của họ. Nhưng mà thôi, đó là đất nước Việt Nam chúng ta mà. Đất nước Việt Nam chúng ta thì lúc nào nó cũng như vậy hết. Nó có những cái luật lệ, Nguyên nói cái luật lệ nó không giống ai, nó là Việt Nam. Nếu nó giống người ta nó đâu phải là Việt Nam, nó phải là không giống ai. Và một bản tin cuối cùng liên quan đến Việt Nam, chúng ta được nằm trong top 5 danh dự vô cùng. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng được danh dự như vậy các quý vị. Các quý vị cũng biết là chúng ta thi thể thao trên thế giới ít có khi nào chúng ta được huy chương vàng lắm. Toàn là mấy nước lớn, Nga, đồ Mỹ, đồ nước này nước kia, Việt Nam lâu lâu cũng có. Nhưng mà so với thế giới thì cũng không có nhiều lắm. Và sự danh dự của Việt Nam thì cũng rất là ít có khi nào chúng ta được nằm trong cái top 10 trong cái lĩnh vực gì đó, âm nhạc, phim ảnh hay cái gì đó chúng ta rất là hiếm. Thì đợt này chúng ta nằm trong top 5. Chúng ta được nằm trong những cái top 5 quốc gia hàng đầu là bắt báo chí nhiều nhất. Hân hạnh, chúng ta nằm trong top 5 các vị. Top 5 thống kê cho năm 2023 cho biết báo chí của thế giới thì chúng ta là trong top 5 bắt báo chí nhiều nhất, tống vào trong giam nhiều nhất. Với cái tội danh là bịa đặt thông tin phản động rồi đó. Tống vô. Chúng ta dưới ai các quý vị? Chúng ta dưới những cái quốc gia mà nó rất là lân cận kế bên, đó là ông Trung Quốc, China, China còn nhiều hơn, China nhiều hơn. Rồi ai nữa? Myanmar, Myanmar là Miến Điện đó, Miến Điện nhiều hơn chúng ta, ghê không? Miến Điện còn ghê hơn nữa. Ai nữa? Belarus, Belarus còn nhiều hơn chúng ta. Ai nữa? Nga nhiều hơn chúng ta. Bắc Triều Tiên không có, Bắc Triều Tiên là không có, không có. Thì Bắc Triều Tiên là Bắc Triều Tiên là không có cái báo, không có báo ai dám chống hết
Bắc Triều Tiên là cái quốc gia duy nhất là chẳng ai dám chống Bắc Triều Tiên, là Nguyên đã nói là Bắc Triều Tiên là cái quốc gia đặc biệt trên thế giới. Nhưng các vị đừng có so sánh, các vị lấy Bắc Triều Tiên để mà so sánh những quốc gia khác thì thôi các vị không có hiểu Bắc Triều Tiên rồi. Nguyên đã nói với Bắc cái là Bắc Triều Tiên đừng có so sánh, nó là một cái thế giới khác. Ở Bắc Triều Tiên là một cái thế giới khác, nó không phải cái thế giới văn minh của chúng ta đâu. Ở Bắc Triều Tiên là các vị phải ngồi suy nghĩ cái thời mà đời vua chúa cách đây mà mấy ngàn năm về trước gì đó. Chứ Bắc Triều Tiên là các quý vị, đạo nhất của Bắc Triều Tiên là gì? Là đạo đạo Kim Sung Un, gia đình của Kim Sung Un là thần là thánh hay không? À, nhà thờ rồi chùa chiên là hình kim gia đình của Kim Sung Un không? Nên là Nguyên nó nói là nếu các quý vị không có Bắc Triều Tiên, vì Bắc Triều Tiên đó là vượt qua được cái kỷ luật, nó không còn nằm trong cái nó kêu là cái xếp hạng, nó không có được. Bắc Triều Tiên là cái xếp hạng nó đã vượt qua rồi, nó không có thể nào xếp hạng được nữa. Nên là chỉ có 5 quốc gia mà chúng ta đứng thứ 5, chúng ta thua Nga, thua Belarus, thua Myanmar là Miến Điện và thua Trung Quốc. Đó, trong năm 2023. Thì thôi, Bắc thì cũng đúng rồi. Thì Việt Nam mình đã nói rồi, Nguyên đã nói rồi, không được phản động. Tuyệt đối Việt Nam không được phản động, không được đi sai chính sách của nhà nước. Nhà nước đã đưa cái chính sách đi sao đi như vậy, lệch đường một cái là chết bay. Chúng ta là một bầy cừu, một bầy bò, xin lỗi. Nó luồn sẵn rồi. Bò mà luồn sẵn rồi là chỉ có một đường thôi, không đi đường khác à. Không được, đường khác là không được. Đó, nên là phải chịu thôi. Bây giờ em nào mà ló đầu ra bên ngoài là bị bắt, bị thịt. Nên tại sao Nguyên khuyên chúng ta phản nhưng đừng có động. Động có nghĩa là nhúc nhích, nó có tiếng động. Chúng ta phản, nhưng phản làm sao mà nó không có động đi? Đố ông biết bác. Tại chúng ta động, chúng ta động đậy. Chúng ta đừng có động đậy là không bao giờ có tiếng nói. Đó, đó. Chúng ta không động đậy thì đố ông nào biết bác. Chúng ta cứ phản, đâu có ai ép chúng ta đâu. Chúng ta không thích thì chúng ta cứ phản, nhưng đừng có động. Nhớ kỹ cái điều đó cho Nguyên. Hãy nhớ kỹ cái câu đó cho Nguyên. Đó là cái câu chân lý sinh tồn ở tại Việt Nam. Nếu các quý vị mà không hiểu cái chân lý đó là các quý vị không thể nào sinh tồn tại Việt Nam được đâu nha. Phải phản nhưng đừng có động đó. Nên là cái đó là phải nhớ kỹ, nếu không nhớ kỹ là mệt lắm. Phải nhớ cái điều đó. Nên là tại sao Nguyên nói đó, chúng ta thấy về vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí thì đất nước Việt Nam chúng ta còn kém lắm. Chúng ta còn trong những quốc gia rất là siết chặt về cái nền tự do của con người. Nhưng bác nhà ta thì không chịu vậy đâu. Bác nhà ta cho là Việt Nam đã quá tự do rồi, tụi bay đổi gì nữa. Cách đây 30 năm về trước tụi bay sống khổ, trời ơi. Tụi bay chẳng có con mẹ gì hết. Tụi bay không có điện thoại nè. Tụi bay cái màn hình trắng đen nó có chút xíu nè. Tụi bay súng nhà cái sớm tụi bay coi nè. Bây giờ tụi bay có hình màn hình mỏng. Tụi bay có internet. Tụi bay có điện, ngày xưa có điện đâu ở nhà quê. Mày bay sướng quá trời sướng rồi. Đổi gì nữa, tự do quá rồi. Chắc là các quý vị sẽ nghe những cái lời giải thích đó khá nhiều. Những cái giải thích tầm bậy. Nguyên phải dùng một câu là cái giải thích nó tầm bậy. Không phải là do Việt Nam chúng ta tiến bộ, đó là do thế giới tiến bộ, công nghệ thế giới tiến bộ. Việt Nam chúng ta đi theo cái cuồng sấy của thế giới mà thôi. Chúng ta có sản xuất được cái máy móc nào đâu, cái tivi nào đâu. Chúng ta cũng mua của người khác và chúng ta sử dụng. Và cái kinh tế Việt Nam nó phát triển, đó là cái dòng sấy kinh tế được sự mở cấm vận của Hoa Kỳ. Chứ đâu phải đâu. Mày mấy bác thường, ôi ngày xưa khổ lắm con, bây giờ chỉ là hạnh phúc và đừng đòi hỏi nữa. Tụi bay đừng đòi hỏi nữa. Thôi, Nguyên ngừng chương trình này ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Cảm ơn lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên qua nhiều bản tin của thế giới. Đặc biệt là cái trình bày của Nguyên nó sẽ tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái cảm xúc, tùy theo thông tin. Thì nó có sự thay đổi, mà thay đổi nó bớt nghe nhàm chán. Chứ mà cứ lúc nào nó cũng giống nhau với một thời gian dài thì các vị đã chán. Nhan sắc của Nguyên nó đã phai mờ thứ thời gian rồi. Đó, mà thêm nữa mà không có cái gì mới mẻ nữa, ai chịu sao nói. Chính bản thân mình mà chịu không nói thì huống sao người khác. Đó. Cho Nguyên ngừng chương trình ở đây.
Cảm ơn các quý vị. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại với nhiều bản tin hot khác, hấp dẫn khác. Cảm ơn sự hiện diện các quý vị. Cầu dù bao lớn, trái đất vẫn tròn tròn. Có hai người Nha Trang, quán cà phê trầm lặng, nhờ chờ vợ lang thang, nhận ra ngày lính trang. Sao mà vui, sao mà vui, sao cũng có ngậm ngùi. Người cười, người ướt mắt, bao giờ được chờ đùi. Sao mà vui, sao mà vui, sao cũng có ngậm ngùi. Ngày mai mồng bốn Tết, hết Tết trời tha hương, lại lăng xăng trộn rộn, cày tiếp một đoạn đường. Con tim đập tưng bừng, cùng nhìn nhau ngập ngừng, chung cùng đầu cùng bàn. Có hai người cùng quê, đây Bạc Liêu, đây Cần Thơ, đó Trà Vinh, đây Cai Lậy, kia Quảng Nam, Quảng Ngãi, kia Phú Quốc, Mỹ Tho. Sao mà vui, sao mà vui, sao cũng có ngậm ngùi. Người cười, người ướt mắt, bao giờ được chờ lùi. Sao mà vui, sao mà vui, sao cũng có ngậm ngùi. Ngày mai mồng bốn Tết, hết Tết trời tha hương, lại lăng xăng trộn rộn, cày tiếp một đoạn đường. Xuân xứ người là thế, buồn cho người xa quê, buông bỏ hay đặt để tình hoài hương u uê. Sao mà vui, sao mà vui, sao cũng có ngậm ngùi. Ngày mai mùng bốn Tết, hết Tết trời tha hương.